Xin chào anh chị em đến với kênh Home 7 Lươn Hải Nhung nha. Được bác ông bà chị em, đây là trúng 7 lươn nha mọi người nha. Trúng 7 lươn 48 và trúng 7 lươn 60. Bên em chuyên bán hàng Home 7 lươn nha mọi người nha. Làm bằng tre, chất liệu là bằng tre nha. Đấy, và anh chị em sẽ khi nào mua hàng sẽ ship đến tận nhà nha mọi người nha. Vâng, trước mắt ông bà chị em chị là hai cái dòng sản phẩm mà đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đó là Home 48 và Home 60 nha, để thả lươn ao, lươn hồ, lươn sông, lươn suối mọi người nhé. Đấy, ông bà chị em xem nhé. Nếu ông bà chị em cảm thấy mà ok thì anh chị em có thể đặt hàng nhé. Đấy, trước mắt ông bà chị em đây là Home 60 này, còn đây là Home 48 mọi người nhé. Home 60 thì Home 48 thì thả lươn từ 2 làng đến 5 làng nha mọi người nhé. Còn Home 60 thì thả từ 5 làng đến 1 cân nhé mọi người nhé. Đấy, hồng của nó rất là to nhé mọi người nhé. Làm bằng tre già mọi người nhé. Đấy, vật liệu của em làm bằng tre già nha mọi người nha. Tất cả vật liệu của em làm bằng tre già mọi người nha. Mọi người có thể đi xem tre của em này. Đây, đây là cái ống tre để làm nên cái hòm nha. Đây là để làm hòm 60 này. Đấy, anh chị em thấy không? Khi em mà em mua về mặt vật liệu về là phải để cho nó khô đã, đúng không? Đấy, cho nó khô cái. Đấy, nó dài lắm. Đó. Đấy, đây là cái sứ của nó này mọi người này. Đấy, nếu nhìn cho nó dài như thế này nhá. Nhưng mà em lấy từ đây này vào lớp đây này chỉ cần 5 lá thôi nhá, còn tất cả là vứt nhá. Đấy, chỉ cần 5 lá từ cật đi vào thôi đó. Và khi em cắt ra thì mọi người cắt ra được không, nó vàng ươm này, thấy chưa? Đấy, lấy ra từ này thôi, còn cái ruột là vứt nhá. Đây, ông anh chị em thấy nó chắc chắn không? Rồi, trở lại với ống trúng lươn này mọi người nhá. Khi mọi người mua hòm về thì mọi người đi mua ống nhá. Ống thì ống nhựa rẻ tiền nhất nha mọi người nhé. Anh chị em chỉ cần cắt ra dài là 80 phân một ống nhé. Một đầu là ông bà chị em chỉ cần là bỏ cái que này này, bỏ cái que đùa này này ở phía ngoài này, rồi lấy băng keo dán lại nhé để ghim cái ống này xuống đất nhé. Còn cái hòm này anh chị em mua về của em về là lắp khích luôn nhé, không cần phải cái que nhé, nhấn vào một tí mạnh mạnh tí là được. Còn đầu này thì anh chị em mua cái bịt lại đi. Còn em thì em hơ lửa cho nó teo lại rồi để bịt lại nhìn nó xấu hơn. Nhưng mà ông bà chị em chỉ cần là mua cái bịt lại rồi dùi cái lỗ thở cho nó này, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ này, thế là xong. Đấy, rồi anh chị em cần mua sản phẩm thì liên hệ với em nhé qua số điện thoại ở trên màn hình nhé mọi người nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào tất cả mọi người.